Dịch vụ vận chuyển người bệnh F0. Vận chuyển người bệnh F0 tới các cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19. Vận chuyển người bệnh sau khi đủ tiêu chuẩn xuất viện về địa phương để tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Dịch vụ vận chuyển người bệnh 24/7 đáp ứng nhu cầu của người dân nội thành và ngoại thành thành phố. Phương tiện vận chuyển chuyên dụng, nhỏ gọn, di chuyển với mọi địa hình, hiện đại và đầy đủ các phương tiện máy móc, thiết bị hỗ trợ và các loại thuốc chuyên dụng. Nhân viên lái xe có thâm niên, kinh nghiệm, luôn đặt sức khỏe và tính mạng người bệnh, người thân lên đầu. Tổng đài 1900-638-367 túc trực hỗ trợ người bệnh và gia đình nhanh chóng nhất, chi phí vận chuyển phù hợp. Lưu số tổng đài để gọi ngay khi cần 1900-638-367.